Thưa quý vị, với định hướng phát triển nông nghiệp chuyên sâu, bền vững, việc tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo đúng định hướng đã được Đà Nẵng chú trọng triển khai thời gian qua, đặc biệt là tái cơ cấu theo từng lĩnh vực trọng tâm trong ngành. Nhờ sự quyết liệt của ngành nông nghiệp và các đơn vị địa phương, năm qua, bộ mặt nông nghiệp, nông dân, nông thôn của thành phố đã có nhiều chuyển biến tích cực, ghi nhận của phóng viên Thời sự Đà Nẵng TV. Trước đây, thay vì được thu gom lại, thì lượng rơm rạ như thế này bị đốt ngay trên những cánh đồng gây ảnh hưởng xấu tới môi trường. Thì hiện nay, loại phụ phẩm nông nghiệp này được nhiều bà con tận dụng để làm thức ăn chăn nuôi, nguyên liệu làm nấm và làm phân bón hữu cơ. Chuyển biến tích cực trong nhận thức của bà con nông dân là nhờ vào chương trình phát triển nông nghiệp tuần hoàn gắn với bảo vệ môi trường đã được Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phối hợp với các địa phương triển khai thời gian qua. Bên cạnh việc tuyên truyền, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường trong các hoạt động sản xuất nông nghiệp, hiện ngành chức năng cũng đang tích cực hỗ trợ người dân áp dụng các biện pháp sản xuất, trồng trọt, chăn nuôi thân thiện môi trường, tạo sản phẩm nông nghiệp chất lượng cao. Phối hợp với số ban ngành, hội nông dân, các địa phương để tập huấn tuyên truyền, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật, ứng dụng các công nghệ vi sinh để xử lý cái rác thải cũng như chất thải hữu cơ như phế phẩm nông nghiệp để biến cái nguồn rác thải này, cái phế phẩm này thành cái nguồn phân bón hữu cơ. Lĩnh vực thủy sản tiếp tục là điểm sáng trong tăng trưởng của ngành trong năm, với sản lượng khai thác ước đạt 36.766 tấn, tăng 2,8%, sản lượng nuôi trồng đạt 1.400 tấn, tăng 1,6%. Ngoài ra, để đẩy mạnh tái cơ cấu thủy sản theo hướng hiện đại, khai thác xa bờ, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã tham mưu hỗ trợ theo quyết định 48 của Thủ tướng Chính phủ 6 đợt với hơn 1.000 lượt tàu, kinh phí 177,6 tỷ đồng và hỗ trợ theo nghị quyết 255 của Hội đồng Nhân dân thành phố cho 132 lượt tàu, kinh phí hơn 1,6 tỷ đồng. Chúng tôi sẽ tiếp tục triển khai nhiều giải pháp, trong đó là chúng ta sẽ thực hiện tốt cái chính sách nghề cá của Trung ương và địa phương, rà soát lại các chính sách của địa phương để mà điều chỉnh phù hợp với thực tế, và đồng thời chúng tôi sẽ tham mưu cho Ủy ban thành phố trình Hội đồng thành phố thông qua một cái nghị quyết để hỗ trợ cho ngư dân có tàu cá mà bị thiệt hại do thiên tai trên biển. Cái thứ hai nữa thì chúng tôi sẽ tập trung mọi nguồn lực để mà giải quyết cái vấn đề IUU. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, tái cơ cấu nông nghiệp Đà Nẵng còn gặp nhiều khó khăn, hạn chế, nhất là trong việc phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã. Dù được xem là một trong những trụ đỡ cho sự phát triển bền vững của thành phố, nhưng các hợp tác xã đa số có quy mô nhỏ, sản lượng cung ứng ra thị trường tiêu thụ hạn chế, sản phẩm OCOP còn đơn điệu, trong khi đó thành phố vẫn chưa có nhiều chính sách, chủ trương cụ thể để phát triển kinh tế tập thể mà chủ yếu là lồng ghép. Rà soát lại và có giải pháp cụ thể để mà chỉ đạo giải thể những cái hợp tác xã mà hoạt động không hiệu quả hoặc là cần phải giải thể mà lâu nay không có giải thể được. Rà soát lại các chính sách hiện có liên quan đến kinh tế tập thể. Trong đó có hợp tác xã, trong đó có tổ hợp tác, trong đó có liên minh hợp tác xã. Hiện nay 26 cái. Thì rà soát lại cái tính khả thi là một. Rà soát lại cái tính dễ tiếp cận là hai. Rà soát lại các mức chi của chính sách là ba. Để nông nghiệp Đà Nẵng phát triển theo đúng định hướng chuyên sâu, bền vững, tái cơ cấu trong từng lĩnh vực trọng tâm là nhiệm vụ và giải pháp then chốt của ngành nông nghiệp trong bức tranh kinh tế chung hiện nay của thành phố. Đi chậm mà chắc, với sự quyết tâm và nỗ lực của toàn ngành, kỳ vọng bộ mặt nông nghiệp, nông dân, nông thôn của Đà Nẵng sẽ chuyển biến ngày càng tích cực, góp phần vào sự phát triển chung của thành phố.